Bên đây là thường ngày mình mua rau củ quả về nè, là mình hay sử dụng muối để mình rửa. Và cả nhà thấy là cái bông súp lơ này nè, là nó có một cái lớp trắng trắng ở trên cái bông nè, là cái đó là cái thuốc trị sâu, nó có trộn với dầu á, nó xịt một lớp là nhũ dầu lên để bảo vệ cái bông cho nó lâu bị hơn. Là khi mình rửa nước này sao nó trôi nước trên không, đúng không, đâu thấm vô cái bông đâu. Và ngày thường ở nhà thì mình hay mua về xong là mình chỉ ngâm muối thôi, mình ngâm muối xong rồi mình đi ra, mình nghĩ là ngâm muối là đó. Giờ thì mình chỉ biết là ngâm muối rau. Nếu mình mua cái này về là của mình hay cũng hay thường ngâm muối thôi, một bên ngâm muối ở đây, một bên ngâm muối, còn một bên thì mình dùng là nước liệt đốt. Rồi bắt đầu mình so sánh nè. Nè thấy không? Bên rửa muối thấy không? Còn bên nước rửa thấy rõ không? Ừ. Còn bên muối nè. Thì cả nhà thấy ngày hôm nay thấy sao? Khi mình ngâm muối xong mà mình chỉ rửa, mình cứ nghĩ là mình sạch rồi không à. Nhưng mà thật ra nè. Chị Hiếu ơi, cho em xin miếng nước ơi. Nè. Nước lọc á. Khi mình ngâm muối xong rồi thì mình nghĩ là sạch rồi, mình đem đi chế biến mình ăn này đúng không, thì nó vẫn còn nguyên nè, đâu có thấm vô đâu đó. Bởi vì nguyên nhân vì sao mà bây giờ là mình ăn độc tố vô cơ thể mình còn bên đây nè. Khi cả nhà thấy nè, nước nó có phải là thấm vô từng cái sợi cải không đó, thấy không? Còn bên đây cho ngâm tới chiều luôn thì cái bông cải nó cũng vậy đó, nó cũng vẫn còn ở lớp trắng này nè. Vì sao hôm nay con người ta trẻ quá chứ bệnh ra là nhiều là vậy đó cả nhà. Mình cứ nghĩ là mình ngâm muối xong là nó sạch rồi mình đi xài, mình đi làm cho gia đình mình ăn nè. Mình ngâm rồi nhưng mà nó cũng vẫn vậy hả, nó đâu có hết đâu, đúng không? Còn bên nước ở chén bên mình nè, có phải là mình tưới thấm vô từng đó. Thấy nước ở chén sinh học tuyệt vời không? Nó được chiết xuất từ lá tía tô, tinh dầu dừa, nha đam, nên là nó bóc tách được những cái nhũ dầu với thuốc sâu mà xịt trên bông cải này. Là những cái đó là nó chiết xuất, những cái đó thì mình ăn được không à, nên là rất tốt, an tâm an toàn luôn đó. Rồi xong kết thúc cái nước rửa chén bên mình á, thì nó không thể, nó là sinh học nên là nó không phải tạo bọt giống như bên ngoài. Đây mình sẽ dùng một giọt. Mình phải dùng cái miếng mớp riêng này nè để mình tạo bọt, tại vì á mình phải tạo bọt sinh học mà, nên mình phải là dùng cái biện pháp tạo bọt mới được. Chỉ một giọt thôi, mình bóp bóp vậy nè thì nó ra như bọt rồi đó nè. Đó. Có phải là mình xài như vậy là nó có rất là tiết kiệm đúng không, và đặc biệt là nó bảo vệ cái da tay của mình, bảo vệ những cái móng của mình, tại vì từ thiên nhiên rất là thơm luôn á cả nhà. Nhầm cô chú á, xài á, người ta không có chỉ cách đó là không biết xài đâu, không biết cách tạo bọt nữa là không có xài được. Người ta nói là cái này không có không bọt, nhưng mà nãy em rót có một giọt một mà nó ra nhiêu bọt nè, mình bóp lại là một hồi một thao bọt luôn á, thấy không, càng bóp thì nó càng ra bọt, tuyệt vời không, còn rất là thơm luôn. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.
Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.